Hôm nay mình đã tới cái Kawasaki Matsumoto ở cái đường Phạm Hùng. Thì hôm nay người ta mới vừa mở một cái chia, người ta đổi cái đại lý từ ở cái cùng một hướng luôn, nhưng mà giờ xích lên. Đó. Mở ra cái showroom này bự hơn, nhiều xe hơn. Đây là chiếc Kawasaki 900 phân khối máy V. Versi, đây là chiếc Versi nha, Versi Versi gì đó. Thì phía trước xe là cái cát nước. Cái đây là cái chỗ mà để mình móc số lên số nè. Thì cái xe đó nó chưa gắn thì mình sẽ quay cái xe về đây. Đây bạn thấy là cái đồ để chân nè, đó cái đó là hắn. Bình dầu ở mé trên. Đây là cái bình dầu nè. Phi đông của chiếc này khá là rộng. Và đây là đồng hồ của nó. Xe này thì chạy bằng dây Coro. Những cái dòng mà Harley Davidson thì nó cũng chạy bằng dây Coro. Thì chiếc xe này thì cũng chạy dây Coro luôn. Đây, cái yên của nó khá là êm. Yên ngồi ngồi trước và yên ngồi sau rất là êm. Thì ngồi có thể là người trước có thể dựa vào cái chỗ này, rất là đã. Đây là cái tay dắt xe. Đèn dạng cổ điển đây. Nó có một bóng và cái bóng kia chắc là bóng bóng cốt hay bóng demi gì đó. Sử dụng bóng xe đốt luôn. Thì toàn thân xe là được phủ inox và nhìn rất là sáng bóng. Cảm giác ngồi trên xe rất là đã. Đây là những cái sơn bóng rất là bóng. Cái này mình sử dụng Sonat đánh bóng thì rất là tuyệt vời. Còn những cái bằng inox này thì chúng ta hay phủ bằng cái chai cam, cái chai Nufit á, Nufinit, thì nó sẽ rất là bóng và sáng, rất là tuyệt vời. Còn cái lốp máy này thì rửa thì chúng ta phải rửa khá là kỹ. Các bạn thấy là những cái đường cắt CNC của cái máy rất là đẹp. Máy này là máy V nha. Đó. Đây là cần lên số và xuống số của xe này. Xe có bình xăng dạng hạt nước. Góc lái khá là rộng, rất là dễ điều khiển, nó không có nặng. Xe nó không hề nặng nha. Chúng ta leo lên điều khiển nó rất là thoải mái, mình có thể là chống chân rất là dễ chịu và cái cảm giác mà lái thì nó ok lắm. Xe này thì phuộc trước là phuộc ống lồng. Phuộc trước là phuộc ống lồng nha. Để mình coi cái phuộc sau của nó. Nó bực bịch kính rồi cho nên thì chúng ta không thể thấy được cái phuộc. Bằng mắt cảm quan mình hình như nó là phuộc đứng. Nó che cho nên là chúng ta không thể thấy được. Dĩa hắn rất là dày và to bản luôn. Cái bản rất là to.
ở đằng sau là hai bít tông hiệu Tokiko, heo dầu hai bít tông hiệu Tokiko nè, các bạn có thể thấy nè đó. Nó cho cái lực phanh rất là tốt luôn. Nãy mình có thử phanh nhẹ thì mình thấy nó dính dính rất là ok. Cái vỏ là 180/15 mc, vỏ của Dunlop. Vỏ trước của Dunlop luôn thì cái thông số là 130/90/16 mc, 67h. Thì dĩa trước thì chỉ có cũng hai bê tông luôn, cái mâm dĩa khá là bự.